Em á, em tên hay là nhà ông bà này? Anh gia đình mình ấy. Vâng. Em là nhà chính nhà. Vâng. Để em quay cái video mà. Hôm nay thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám có đến và bàn giao cho gia đình anh Chính Hà tại khu 6 xã Đào Xá Thanh Thủy, một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng, một bàn ghế phòng khách. Thì hiện tại chúng tôi vừa kê kích cũng như là bàn giao gia đình đây rồi, thì tôi có quay lại cái video clip làm kỷ niệm với gia đình em. Thì bộ ghế này thì bao gồm có 6 món cái viện, một chiếc vang dài có kích thước 24 và hai chiếc ghế ngắn, một bàn và hai đôn. Thì cái bộ sản phẩm mình sử dụng là chất liệu là gỗ gõ đỏ đây. Gỗ đỏ, tay cột là tay cột 12. Bốn vách là thì có đục là tứ quý, tùng trúc cúc mai. Đây. Như là phần cột thì quý vị thấy vân gỗ cột đây, vân loang rất đẹp. Toàn bộ cột là vân loang hết. Bốn vách. Có mặt bàn thì là đục là thuận buồm xuôi gió này. Ok, thì hiện tại tôi đã kê kích và bàn giao vào cái không gian phòng khách cho gia đình đấy thôi. Đây là anh chủ nhà đây. Anh tên là Chính nhỉ anh nhỉ? Vâng. Anh Chính. À. Thì đây anh Chính chủ nhà đấy nhá. Thì hôm trước chắc anh cũng không biết anh tìm hiểu ở đâu thì biết xưởng của em nhỉ? Em thì kết bạn với ông Tùng từ lâu rồi, mấy năm nay. À vâng. Thế là các biết từ lâu rồi, hôm nay thì mới sắp Tết này mình có nhu cầu là mới mua sắm đúng không anh? Thì hôm nay em bàn giao luôn cho gia đình mình, thì anh cũng cho em xin cái ý kiến về bộ này. Anh về anh xem thì em thì em không lên tận trên xưởng mình mua đâu, xem thôi, nhưng mà em thì em cứ cảm thấy bán ở trên đấy ok, nhiều năm rồi em cứ thấy là mua rồi. À, vâng. Xem thì vâng được rồi, bảo cứ đem về xem thì là rất mình tin tưởng nên là không phải ấy đúng không? Vâng, ok nhé, cảm ơn anh nhé. Thì mọi người nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng quý vị nhé. Xưởng có địa chỉ tại xưởng có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Và số điện thoại là 0987 51086, website là đồ gỗ Tùng Tám.com. Xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại trong những cái clip khác.